Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đã đến với kênh tin tức mới và chúc cho quý vị sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới để cập nhật thông tin mỗi ngày các bạn nhé Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nóng trong ngày Choáng với cuộc sống xa hoa của Hoa hậu Phạm Hương ở Mỹ, nhà đẹp xe sang chẳng thiếu gì. Sang Mỹ ở gần một năm nay thì Phạm Hương bất ngờ quay trở lại với công việc. Tuy nhiên điều khiến cho dân tình choáng váng hơn cả là cô sở hữu cuộc sống vô cùng xa hoa với đồ hiệu xe sang và nhà đẹp. Năm 2018, Phạm Hương bất ngờ mất tích khỏi làng giải trí Việt. Khởi đầu bằng việc Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2015 đón sinh nhật bên mẹ tại Mỹ chia sẻ với báo chí người đại diện của Phạm Hương cho biết từ cuối tháng 8 năm 2018, Phạm Hương đã âm thầm sang Mỹ để điều trị bệnh kết hợp nghỉ ngơi. Người này cho biết Phạm Hương đã gặp vấn đề về tuyến giáp vài năm nay, cô đã từng sang Singapore để điều trị nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Dù bệnh không quá nguy hiểm nhưng cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của Phạm Hương, do đó cô quyết định dành một thời gian để điều trị chia sẻ về quyết định tạm xa showbiz Việt, Phạm Hương cho biết suốt thời gian qua Hương đã dành nhiều tâm sức cho công việc. Hiện tại Hương muốn dành nhiều thời gian cho sức khỏe, cuộc sống cũng như là người thân trong gia đình. Bốn mất đi là một tổn thất tinh thần lớn. Hương muốn có nhiều thời gian bên mẹ hơn. Còn về căn bệnh thì nó không quá nguy hiểm nhưng nó làm sức khỏe của Hương kém và hay đau vật nên quyết tâm sẽ điều trị dứt hẳn và sẽ trở lại làm việc khi sức khỏe ổn định nhất. Ở tuổi 27 Hương muốn sống cho gia đình, cho bản thân nhiều hơn. Sau gần một năm sang Mỹ giữa tháng 3 vừa qua, Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2015 khoe hình ảnh làm người mẫu trong buổi chụp ảnh cho một nhãn hàng bóng đá gây chú ý cộng đồng mạng. Trước đó, vào đúng ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, Phạm Hương khoe nhận đến hôn Kim Cương với bạn trai bí ẩn trên Instagram. Quản lý truyền thông của người đẹp chính ít xác nhận cô được bạn trai cầu hôn nhân ngày Valentine tại Mỹ. Tuy nhiên, phía Hoa hậu từ chối chia sẻ thông tin chi tiết vì muốn tôn trọng sự riêng tư của Phạm Hương thực hư hoa hậu phạm hương âm thầm sang mỹ để sinh con thưa quý vị tính giả thân mến thông tin hoa hậu hoàng phủ năm 2015 sang mỹ để sinh con bí mật đang gây xôn xao cộng đồng mạng trước những ý kiến trái chiều đại diện của phạm hương đã lên tiếng những giờ qua, tên đồn Phạm Hương âm thầm sang Mỹ sinh con đang dấy lên bởi vì cô biến mất khỏi showbiz vài tháng gần đây. Đầu tháng 9 năm 2018, người đại diện tiết lộ Hoa hậu Phạm Hương đã âm thầm sang Mỹ để điều trị bệnh tuyến giáp từ tháng 8. Người này cho biết Phạm Hương bị bệnh về tuyến giáp vài năm nay và từng sang Singapore để điều trị nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Hoa hậu Hàng Phủ năm 2015 sẽ tạm dừng có hoạt động showbiz trong thời gian để chữa bệnh và dự định học một khóa ngắn hạn về điện ảnh ở Mỹ trước khi trở về Việt Nam. Tuy nhiên, ít giờ trước sau, một chia sẻ ẩn ý của một nữ ca sĩ đã khiến dân mạng đồn rằng Phạm Hương sang Mỹ để âm thầm sinh con. Giữa lúc tin đồn này đang gây xôn xao mạng xã hội, đại diện truyền thông của Phạm Hương đã nhanh chóng lên tiếng trong đó, người này không giấu nổi sự bức xúc khẳng định đây là tin đồn nhảm nhí. Đặc biệt, ngoài việc chữa bệnh, lý do Phạm Hương sang Mỹ cũng được đại diện tiết lộ. Đại diện Phạm Hương chia sẻ, chúc mừng Phạm Hương đã chính thức ký hợp đồng quản lý tại Mỹ với công ty Agency Quốc tế đứng cùng công ty với ca sĩ giám khảo Isfester, Nikon Just Ginger, The Pussyka và nhiều gương mặt celeb quốc tế khác. Cùng chờ xem hình ảnh sắp tới của Phạm Hương tại Mỹ nhé. Vẫn phải mang dạy câu gót liên tục đến lúc về Việt Nam vài tháng nữa. Show tại Việt Nam vẫn cứ ới em nhé. Hồi tháng 5 năm 2018, Phạm Hương bị bắt gặp tình tứ bên bạn trai ở sân bay quốc tế Cát Bi ở Hải Phòng. Bạn trai Phạm Hương được xác định là ông Bobby Phước Trần, người sáng lập và điều hành tập đoàn ISIS. Industry có trụ sở ở New York Mỹ ông Bobby phước trần từng cưới vợ nhưng đã ly hôn hiện làm bố đơn thân và tự tay chăm sóc hai con trai của mình Phạm Hương nghẹn ngào khóc khi đọc tâm thư trong buổi offline. Quý vị tín giả thân mến, chiều ngày 28 tháng 1 tại trung tâm văn hóa quận 8, FC Phạm Hương đã tổ chức buổi gặp gỡ cùng cô nàng hoa hậu. Nhiều fan từ Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Cà Mau, Kiên Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác đã đã tham dự buổi gặp gỡ ấm cúng. Mỗi năm Phạm Hương cùng các fan của mình sẽ gặp nhau một lần. Năm ngoái cũng hơn 500 người tham dự, con số năm nay cũng tương tự. Điều đó làm Phạm Hương rất tự hào. Trong buổi offline, Phạm Hương đã hát tặng fan bài hát Tiếng Thạch Sùng để bất ngờ. Với giọng hát mượt mà và ngọt ngào, cô nàng đã làm cho fan hâm mộ ngạc nhiên khi thể hiện ca khúc quê hương trữ tình rất trọn vẹn. Điểm nhấn thú vị nhất chương trình là phần đọc thư của fan hâm mộ, bức thư được chọn đã làm Phạm Hương khóc nức nở. Vừa đọc vừa nghẹn ngào, Phạm Hương cũng khiến hàng trăm fan rơi nước mắt theo. Nhiều fan từng khẳng định Phạm Hương là thanh xuân của các bạn khi có nhiều hoạt động ý nghĩa và truyền được tư duy, phong cách sống tích cực. Món quà ý nghĩa nhất fan dành cho Phạm Hương là xếp chữ HB. Ngay trong chính sân khấu, cô lại khóc vì những tình cảm quá đặc biệt mà fan dành cho mình. Cũng trong buổi offline, Phạm Hương cũng chia sẻ nhiều thông tin đặc biệt là cô đang nghiêm túc suy nghĩ về những lời đề nghị tham gia các cuộc thi nhan sắc lớn. Đồng thời trong kế hoạch 2018, Phạm Hương cũng cho biết sẽ dành nhiều thời gian để du lịch và khám phá thế giới. Đồng thời phương xa hình ảnh và hoạt động vượt khỏi lãnh thổ Việt Nam là điều cô đang hướng tới. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video Và nếu thích video hay thì đừng quên like, share và nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới Để có thể đón xem được nhiều video hấp dẫn hơn mỗi ngày các bạn nhé Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại